Chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục quay cảnh nuôi khỉ bi ba. Hôm nay có anh Tâm. Mình sẽ quay cảnh anh Tâm con khỉ ăn. Tâm rất là thương mấy con khỉ. Cho khỉ ăn, khỉ nó bu quanh Tâm rất là nhiều. Đếm 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 đi mấy con. Nó nhiều lắm, mấy chục con luôn. Quan Chu Chi. Nó qua, từ từ. Có thằng nào cũng có hết. Quan trọng là anh phải giữ cái bịch đậu của mình á. Từ từ. Đó, vậy anh bàn luôn. Không có giật điện thoại đâu nha. Không lấy điện thoại đâu, nhớ đi lấy đậu thôi. Rắc giật có thuốc bắt tiêu luôn nè. Lấy đồ ăn à. À, mà cái gói thuốc với đồ quẹt gì đó anh bỏ anh đùi anh hết đi. Cơm hết bỏ anh đùi đi. Sạc nó. Hết luôn, nó đừng giỡn, không giật điện thoại luôn. Nó không giật nhưng mà để nó lấy. Giật tay nó không giật mà để mà nó lấy. Trời, lên YouTube nữa lên chịu like luôn. Chịu yêu. Con mà nó hôm mấy đứa con á, nó cưng ghê. Đúng rồi, dễ thương. Anh mình tên gì anh? Tên gì anh? Em tên Tâm. Anh Tâm ha. Trời, anh Tâm cho khỉ ăn, anh Tâm thương mấy khỉ này ghê á. Nãy giờ mấy chục ngàn đó, nè, lót rồi nè, lụm nè. Chia cho nó đều nha. Con có con không nó dình lộn á. Đó thằng nhỏ trên ghế á. Mày nè. Anh sợ. Mày đâu mà anh sợ, anh nhỏ quá anh sợ. Cho nó ăn nó hôi chụp nó hôi cắn. Đúng rồi, mình chia cho nó đều đều ra. Đừng con có con không cái nó gắn lộn. Cho ông cho nó gồm núp cho nó. Nha. Rồi. Ra ngoài trước anh em. Nhiều quá. Bán 10 ngàn đi chị. Rồi 10 ngàn nè, nó nghỉ ra mấy ông. Chứ không phải hết tủ hả? Để chìm qua hết cái thằng đậu đi. Không hết. Anh quay vòng cái chùa cho người ta mới biết chùa nữa, người ta đi lên. Không, đó. cái kênh của em á, cái kênh YouTube của em á là người ta biết hết rồi. Dạ. Mà chỉ có là diễn viên mới. Diễn viên mới thôi. Cho anh ăn bây giờ ra mồ hôi luôn mà. Cho kỹ ăn ra mồ hôi luôn, quá tội nghiệp nha. Thấy cưng quá. Đường phố bữa nay vắng tèo. Rồi đây đợi đây. Ê. Ê. Chết rồi à. Nè. Nè, lọt ra. Đường xá hôm nay gì đâu mà không thấy ai đi hết trơn á. Mấy con khỉ bữa nay nó cũng đói bụng rồi. Làm gì mà anh no gì rồi. Không phải đâu nó. Nhỏ ra đây nè. Trời ơi. Cái lớp quay bên nó đăng lên YouTube luôn rồi kìa. Nè. Nè. Mình lên mình lại nè, nè. Trời ơi, nó cắn ra máu luôn. Nè. Cắn lộn. Mày nè. Giờ năng nó cắn lộn. Chủ khỉ ha, làm ờ. Đang chủ khỉ nè con. Trời ơi, ra máu luôn rồi vậy con. Nè, con nhỏ nè. Nè, ông nè. Nó dạng đâu thắng. Đưa cho nó ăn rồi nó chụp luôn. Ê. Mấy cậu kia cắn nó chạy chứ. Cắn chạy chưa mà. Không bự nè. 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 Chụp ông chụp nè.
Nè, mày nè. Chạy mất tiêu cho luôn rồi. Nè. Đến nè. Ồ, con này sao cũng máu me không vậy ta? Đây nè, con nhỏ nè. Sao mình mấy máu me không? Ảnh bị cắn á. Đưa ăn không chưa ăn? Bố á, con này con bố á. Con này dám đầu đạn ha. Ừ, nó là trưởng nhóm á. Đưa ảnh ăn thì ảnh cho khỉ ăn bé già ơi. Bữa nay nhìn ảnh cũng mập mạp ghê. Nè. Con nhỏ sao nữa kìa. Sau lưng nhỏ xíu, ảnh bị xíu sao anh, mà anh không dám chụp. Nè, con. Đó, chụp anh đi. Máu me không à. Nè, cái thằng này nó mới cắn người ta máu không à. Anh nhậm bượng cục, ông sợ mấy người kia ấy, ông kêu lên ông ăn. Đúng rồi. Ông sợ mấy con lớn cắn nó nè. Không à. Đưa nó đưa cái tay nó anh chụp lên ăn không. Rồi hết rồi, ngưng nghỉ rồi nha. Nó hết rồi đó nha. Rồi ok. Thôi ta cha. Chó khỉ ăn rồi. Rồi nãy giờ anh quay cũng có cả 10 phút rồi ha. Đi giùm đi. Xa gác quá rồi chị ơi. Con trai đang đợi lát con bé kìa. Dạ. Con trai đang đợi nó lát quét.